Lại xin chào toàn thể các bác làm thợ nuôi ong nhé. Đây là những cái đơn hàng vật tư ngành nuôi ong mà cơ sở bên em đóng và gửi đi trong buổi chiều ngày hôm nay. Ở trong cái nội dung của video ngày hôm nay thì cơ sở bên em xin giới thiệu cho các bác là về những cái vật tư mà các bác đang sử dụng nhiều nhất hiện nay này. Đấy, trước khi đi vào giới thiệu chi tiết về từng cái vật tư và ngành nuôi ong ấy, em cũng xin giới thiệu qua cái mua bán. Bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng trên những cái vật tư về ngành nuôi ong như thế nào thì các bác có thể là tham khảo đặt hàng cho em qua số điện thoại em để ở góc màn hình video. Còn đầu tiên thì giới thiệu cho các bác là về cái thùng nuôi ong nhé. Cái thùng nuôi ong đợt này bên cơ sở nhà em bán rất là chạy hàng. Đấy, cái thứ nhất là bán giá rẻ, cái thứ hai nữa là gỗ rất là chất lượng. Thùng nuôi ong đầu tiên thì nói đến cái nguyên liệu gỗ làm bên thùng thì bên cơ sở nhà em là chọn lựa là cây gỗ gạo. Cái ưu điểm của cây gỗ gạo thì các bác biết rồi. Đấy, cái thứ nhất là các bác sử dụng rất là nhẹ, và cái thứ hai nữa là nó là cái cây gỗ xốp. Đấy, con ong nó thích nghi ở bên trong, và đặc biệt nữa nó là cây gỗ tạp ấy, thì giá thành khi về tay các bác sử dụng rất là rẻ. Còn thường thường ván thì bên nhà em là làm sẽ xẻ dày là tầm khoảng 1/6 cho tới là 1/7 để khi hoàn thiện lên này. Đó, thùng rất là dày. Đối với thùng dày như thế này thì ưu điểm khi các bác nuôi ong về mùa đông thì cái tỷ lệ pha si rô đường cho ong ăn rất là ít, bởi vì nó ấm cái thùng bên trong. Và cái thứ hai nữa là các bác nuôi ong về mùa hè thì cái độ thoáng mát ở bên trong thì nó kích thích con ong chú nó đẻ tốt hơn. Đấy, còn một cái thùng tiêu chuẩn thì đầy đủ hết những cái phụ kiện này, ví dụ như đỡ cầu này, thứ hai nữa cửa này, cái thứ ba là khoét cửa sổ đằng sau. Đấy, và những cái đai chỉ để các bác vận chuyển đi. Còn một cái thùng như thế này thì bên nhà em là làm thủ công bằng tay hết các bạn. Đấy, trừ những cái phần xẻ gỗ hoặc là phần bào lạo thì phải sử dụng đến máy. Còn ví dụ đóng đinh này, đấy, đóng đinh và những cái đường chỉ cắt mòi đây thì đều sử dụng là làm tay bo hết thì nó chắc chắn hơn. Đấy, đinh đóng là dày. Đấy, đa số là sử dụng đinh 4 hết. Đấy, một cái thùng như thế này thì giá của nó hiện tại bên cơ sở nhà em bán tại xưởng nó chỉ có 160.000 đồng thôi. Đấy, nhưng mà gửi đi đến tay các bác thì bên vận chuyển là người ta thu thêm vài chục nghìn đồng trên một thùng, thì đến nơi nó dao động rơi tầm khoảng 200 cho tới là 210.000 đồng trên một thùng. Đấy, tùy từng địa điểm. Còn kích thước tiêu chuẩn của một cái thùng ong này thì chiều dài của nó là 42,5. Đấy, chiều cao là 27, chiều rộng là 26. Đấy, còn ngoài ra ấy, thì khi các bác đặt thùng nuôi ong này thì các bác có thể là thêm những cái vật tư, ví dụ như là cầu nuôi ong hoặc là chân tầng, mũ bảo hộ, bình xịt khói. Các bác có thể là bỏ vào thêm bên trong ấy, thì đỡ mất cái tiền chi phí vận chuyển thêm. Đấy, còn ngoài ra thì cái cầu nuôi ong này, cầu nuôi ong lần này bên nhà em bán rất là nhiều. Đấy, cầu thì nó rất là chất lượng, từ gỗ cho tới là kỹ thuật căng dây. Đấy, bác nào mà có nhu cầu căng dây thì bên cơ sở là sẽ hỗ trợ căng dây cho các bác nhé. Đấy, căng dây thép bắn ghim này. Đấy, cầu thì đã được xẻ rãnh. Bản cái này thì nó là 2/9 này. Đấy, chiều cao của cái chân cầu này thì nó là 21. Đấy, khi làm phủ bì lên thì nó rơi tầm khoảng 22. Thì các bác để một cái thùng ong mà chiều cao 27 thì nó sẽ thừa cho các bác được 5 phân để các bác để cái máng ăn. Đấy, cầu chân dưới là đóng đinh nhé các bác nhé. Đóng đinh. Đóng đinh thì nó đỡ bị vênh cầu hơn là bắn ghim. Đấy, nhiều cơ sở khác là người ta làm ẩu, người ta bắn ghim. Đấy là về là các bác sử dụng một thời gian là nó sẽ bị vênh. Còn về đây là chân tầng này, chân tầng thì đây là cái sáp chân tầng nguyên chất loại 1 rồi các bác. Đấy, hàng cực kỳ là dẻo. Hôm nay trời nắng thì không nói, mỗi hôm gió bắc quay cho các bác xem ấy. Đấy, vẫn gặp thoải mái như thế này. Đấy, hôm nay thì thời tiết ví dụ như ngoài miền Bắc thì thời tiết rất là nóng. Đấy, nhưng mà chân tầng và chất lượng này nó rất cực kỳ là dẻo các bác. Đấy, và cái này thì nó sẽ có màu vàng đều, nỗ lục lăng rất là sâu để con ong nó phát triển ở bên trong. Đấy, nó kiểu nó làm xây nhanh hơn. Đấy, chân tầng như thế này thì bên nhà em làm rất là dày nhá. Đấy, 100 tấm là 4,2 cân. Đấy, 50 tấm thì là 2,1 cân. Đấy, có thời điểm là làm dày hơn nó là 2,2 cân. Còn ngoài ra ấy, thì các bác nào mà đang thiếu những cái vật tư về ngành nuôi ong, ví dụ như là dao cắt sáp mật này, đấy cũng chuẩn bị đến khai thác mật hoa rừng cũng như là hoa bạch đàn lá liễu rồi, các bác nào thiếu dao cắt mật này, thùng quay mật hoặc là những cái đồ bảo hộ, đấy, thuốc vitamin dành cho ong, đấy, kích ong ăn đấy. Còn những cái vật tư khác thì bên cơ sở nhà em là đều cung cấp ra ngoài thị trường để tất cả những cái vật tư về ngành nuôi ong. Đấy, bác nào mà đang thiếu những cái gì thì các bác có thể tham khảo đặt hàng nhé. Em để số điện thoại góc màn hình video. Bây giờ chào các bác nhé.